Shop hàng Nhật nội địa xin kính chào các bác. Ngày hôm nay em lên 60 triệu với các bác một chiếc máy rửa bát Nationa 60S6. Đây được coi là cái mẫu huyền thoại của hãng Nationa các bác nhé. Một mẫu có khử khuẩn bằng tia cực tím, các bác có thể nhìn thấy đấy. Duy nhất một mẫu này nhé. Đến bây giờ thì không mẫu nào có cả. Em thường gọi đây là cái dòng máy hàng VIP mà giá bình dân, giá rất bình dân luôn. Con máy về hình thức con này so với đời thì còn quá đẹp luôn. Thân vỏ inox còn rất là sáng này, bộ inox coi nhé, đây là cái giấy thôi, inox còn rất là sáng này, đây. Con này cấu tạo thì bên trong ngoài đều bằng inox hết, ruột trong cũng inox, có kính trong suốt để nhìn được bên trong, đây. Máy đầy đủ các chế độ hẹn giờ, các thời gian sấy, chế độ duy trì giữ khô chặn bát, đây. Chế độ chặn bát các bác nhé, gọi tức là những cái ngày nồm các bác có thể như nồm như hôm nay này, các bác có thể là bật sang chế độ này, khi rửa các bác ấn đây thì máy nó sẽ chạy duy trì ở cái chế độ, thỉnh thoảng nó sưởi ấm bát đũa đấy, làm cho bát đũa luôn khô ráo sạch sẽ, sạch vi khuẩn bên trong ruột, toàn bộ thân ruột bằng inox hết các bạn này. Con máy rất ok về nội thất nhé, sạch sẽ, ngon lành. Dòng này không phải nghĩ rồi, dòng chỉ 10-20 năm rồi, vẫn rất là mềm nhé, mềm như sợi bún luôn. Đây đang trong quá trình đun nước, trời lạnh luôn, các bác chờ tí sẽ quay, bắt đầu quay tiếp cho các bác nha. Đây, sau khi đun nước xong thì tia cực tím sẽ tắt. Đây, và bắt đầu máy chuyển sang giai đoạn phun. Máy phun rất là mạnh, toàn bộ bằng nước nóng hết coi nhé, phun toàn bộ bằng áp lực cao và bơm nước nóng, rửa hoàn toàn không cần phải chất tẩy rửa gì. Nhiều bác chưa tiếp xúc thì cảm giác lo ngại về cái máy rửa bát, nhưng thực ra nói với các bác là máy nào em không nói, nhưng riêng máy Nhật nhé, tất cả các máy Nhật bãi Nationa, Panasonic, em cam kết với các bác tất cả luôn, linh kiện đều sẵn sàng rất đầy đủ, gần như chả có gì mà phải thay cả, rất là bền. Các bác có nhìn một con máy tuổi thọ mười mấy năm rồi về Việt Nam mình thì lau chùi vệ sinh đâu, cắm điện lại chạy ầm ầm, cái tuổi thọ nó rất là cao, bền có thể đến 30-40 năm, nên các bác yên tâm, mà nó có đắt thì đâu, chỉ có vài triệu thôi à, không còn là cái gì nó ghê gớm cả. Đây máy phun rất là mạnh, hoàn toàn là nước nóng 80 độ C hết nhé, không cần chất tẩy rửa gì. Máy Nhật này được cái nó rửa nhanh hơn các cái thằng châu Âu và nó không tốn tiền các bác mua bên cửa, chạy nước nóng không thôi rất là sạch sẽ. Bao nhiêu để phun nước mạnh kia mà. Con này em bán là 3,8 triệu nha, các bác không phải lăn tăn nữa đâu. Về chất lượng em bảo hành cho các bác luôn, hình thức chính như clip. Giá 3,8 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Chào các bác.